Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12, áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh tăng cường xuống phía Nam, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần. Riêng thời kỳ khoảng ngày 4 đến ngày 5 tháng 12, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại. Dạng áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4 đến 7 độ vị Bắc, dịch chuyển xuống phía Nam và hoạt động yếu dần. Khoảng từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12, dạng áp thấp này có xu hướng hoạt động mạnh trở lại và nâng trục dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây sau có cường độ ổn định, hình thành nhiễu động gió đông trên khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Cảnh báo Bắc Bộ từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 12 trời rét đậm rét hại, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 12 trời rét, riêng vùng núi và Trung Du ngày 3 tháng 12 trời rét đậm rét hại. Trung và Nam Trung Bộ từ đêm 30 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12 khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giải rác có rông. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12 có mưa rào và rông giải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ ngày 30 tháng 11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12 đến 14 độ, Bắc Trung Bộ 13 đến 16 độ. Trên biển từ gần sáng ngày 30 tháng 11 ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9. Khu vực Vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 12, khả năng khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại từ ngày 3 tháng 12, vùng núi Trung Du Bắc Bộ trời rét đậm rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.